Bóng đá Việt Nam trong năm âm lịch 2023 đã chứng kiến nhiều cột mốc đáng nhớ. Đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tiên bước chân ra sân chơi World Cup, rồi việc V-League lần đầu tiên được tổ chức vắt từ năm này qua năm khác, và VAR được áp dụng rộng rãi trên khắp các sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, xen lẫn trong những điểm tích cực ấy là những nốt trầm nhẹ, đặc biệt đối với đội tuyển Nam của chúng ta. Ngược dòng quá khứ tháng 1 năm 2023, đội tuyển Việt Nam đánh dấu sự kết thúc của triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo bằng thất bại ở chung kết AFF Cup. Nói về thành tích, vị trí Á quân là không tồi, nhưng yếu tố thực chất để khẳng định sự kết thúc của huấn luyện viên người Hàn Quốc là lối chơi đã bị bắt bài, là một tập thể thiếu tính kế thừa và những trụ cột ở trạng thái không thể vượt qua giới hạn. Và vì thế, bóng đá Việt Nam nhìn nhận, đánh giá, xác định phải thay đổi để nâng tầm. Tháng 1, 2024, sau gần một năm bổ nhiệm huấn luyện viên Philippe Chuze, người được đặt niềm tin vào khả năng có thể giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua giới hạn, bóng đá Việt Nam lại một lần nữa phải nhìn nhận, đánh giá và xác định. Tuy nhiên, giai đoạn này là sự nhìn nhận vào việc chọn con đường đi có đúng hay không, nhân tố được đặt niềm tin có đúng hay không. Tất cả bắt nguồn từ kết quả không được như ý của đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia ở hai giải đấu chính thức đã tham dự dưới thời ông Chuze, SEA Games và Asian Cup 2023. Đội U23 không bảo vệ được huy chương vàng mà chỉ có được tấm huy chương đồng SEA Games, trong khi tuyển quốc gia bị loại từ vòng bảng Asian Cup. Việc huấn luyện viên Chuze kiên định với triết lý huấn luyện cũng như nhân sự của mình là điều cần được tôn trọng. Nhưng những ý kiến không hài lòng, thậm chí thất vọng của người hâm mộ cũng như những phản biện của truyền thông hay các chuyên gia rằng ông Chuze đã sai cũng có những cơ sở nhất định, chứ không đơn thuần là cảm xúc sau các kết quả tại Asian Cup. Ngoài 45 phút đầu tiên chơi tốt trước Nhật Bản ở trận ra quân, những con số sau đó lại gần như chứng minh các lựa chọn của huấn luyện viên Chuze là không hợp lý. Thời lượng kiểm soát bóng hay số lượng đường truyền chính xác của đội tuyển Việt Nam trong hai trận thua trước Indonesia và Iraq đều thua sút. Về mặt cảm quan, đó là hai trận đấu mà Việt Nam bị đối thủ khống chế toàn bộ ý tưởng trong triển khai bóng. Với trận đấu gặp Indonesia, chúng ta không thể làm chủ được lối chơi trước một đối thủ chịu khó đeo bám và chơi rắn. Trận đá với Iraq, dù chỉ là đội hình dự bị, thì sự hơn hẳn về thể hình, chiều cao cũng đủ để khiến cho cơ hội thắng trận của Việt Nam gần như là con số 0. Tương tự như trận đấu tại Mỹ Đình trước đó ở vòng loại World Cup, cách biệt chỉ là một bàn thua ở phút cuối. Nhưng thực ra, con đường tìm đến chiến thắng của Việt Nam gần như là không khả thi. Mọi thứ trở nên nặng nề hơn với những chi tiết mang nhiều yếu tố nghiệp dư trong các thất bại. Pha kéo áo lộ liễu của trung vệ Thanh Bình trong trận đấu với Indonesia, hai chiếc thẻ đỏ trong tình huống tranh chấp theo kiểu nhiệt tình thái quá của Khuất Văn Khang, hoặc pha phạm lỗi không đúng thời điểm của Võ Minh Trọng. Dù chúng ta hay huấn luyện viên Chuze có thể gọi đó là sai sót cá nhân, thì kỳ thực đó là sản phẩm của một nền bóng đá vẫn còn những điều cần khắc phục về khía cạnh nền tảng. Việc mất niềm tin đến từ những chi tiết như thế này, chứ không hẳn từ chuyện thua 3 trận ở Asian Cup. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với 3 trận thua, 8 lần thủng lưới, 2 thẻ đỏ và 0 điểm, tất cả đã phơi bày những hạn chế của bóng đá Việt Nam. Đó là sự thiếu hụt thể lực và thể chất, khiến các cầu thủ cạn kiệt năng lượng và không thể duy trì sự tập trung vào những thời điểm nhạy cảm. Đó là sự non kém về mặt kinh nghiệm. Tất nhiên, khi phần lớn các cầu thủ được triệu tập lần này hoặc còn non trẻ, hoặc ít khi khoác áo đội tuyển quốc gia trước đây. Trước đó vào hồi tháng 5, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32, nhưng kỳ vọng này đã không hiện thực được vì nhiều lý do. Không chỉ thất bại về mặt thành tích, lối chơi hay con người được kỳ vọng tỏa sáng cũng khá ít ỏi. Trong số 6 trận đã đấu, những gì coi được không nhiều, dù thực tế xét về mặt năng lực, U22 Việt Nam chưa chắc thua các đối thủ khác. Tất nhiên, cũng có sự thông cảm dành cho U22 Việt Nam, nhưng xét tổng thể, giải đấu chính thức đầu tiên mà huấn luyện viên Chuze cầm quân không thành công như sự kỳ vọng ban đầu. Những gì mà U22 Việt Nam cho thấy ở SEA Games 32 không thật sự lạc quan, nhưng cũng từ thất bại hay tất cả màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Philippe Chuze về khía cạnh nào đó cũng là thành công. Thành công, như đã nói, chính từ thất bại này giúp huấn luyện viên người Pháp có cái nhìn cụ thể hơn về mặt nhân sự cho tới năng lực của U22 Việt Nam và từ đó tìm ra biện pháp tốt nhất nhằm cải thiện tình hình. Sẽ là nguy hiểm nếu U22 Việt Nam vốn thiếu bản lĩnh và không hay hơn U22 Indonesia nhưng lại giành chiến thắng vào chơi trận chung kết. Khi đó rất dễ xảy ra những mơ mộng viển vông thiếu thực tế về năng lực của các học trò huấn luyện viên Chuze. Không chỉ kéo người hâm mộ hay huấn luyện viên Chuze bớt mộng mơ và thực tế hơn, việc có một giải đấu chưa ổn cũng là cơ hội cho các cầu thủ U22 Việt Nam nhìn lại mình, phấn đấu thêm trưởng thành hơn trong tương lai. Cần thực tế và sòng phẳng nhìn nhận U22 Việt Nam vào thời điểm đó còn nhiều vấn đề từ kỹ thuật, chiến thuật phải chỉnh sửa nếu muốn vươn xa trong thời gian tới. Và như từng nói, thất bại ở một giải đấu không có nghĩa sẽ thua trong tương lai. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 4 sắp tới
và đây là cơ hội không thể tốt hơn để huấn luyện viên Chu Dê cùng với các học trò chứng minh năng lực ở cấp độ trẻ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bóng đá Việt Nam không đặt tham vọng World Cup, thậm chí còn lấy cột mốc 2026 và 2030 để phấn đấu. Chưa bàn đến vấn đề sai đúng của cá nhân huấn luyện viên Chu Dê, nhưng qua màn thể hiện ở Asian Cup hay trước đó là tại SEA Games thì có thể khẳng định không thể có chuyện cứ tìm một huấn luyện viên giỏi có đẳng cấp là tự khắc mọi thứ tốt hơn được. Đó mới là vấn đề. Nếu thật sự chúng ta chỉ thiếu mỗi vị trí huấn luyện viên là đạt được giấc mơ World Cup thì dù có thiếu tiền hay khó tìm người vẫn còn dễ giải quyết. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cái chúng ta thiếu không hẳn là một huấn luyện viên giỏi mà là một nền bóng đá có đẳng cấp. Ở đó có cầu thủ, có chiến thuật, có triết lý làm bóng đá đáp ứng được trình độ chơi bóng cấp châu lục. Nếu chỉ cần tìm một huấn luyện viên giỏi thì mất một vài năm cũng sẽ tìm ra. Nhưng nếu là cái thiếu mang tính nền tảng thì việc đặt ra một mục tiêu trong vòng 5-7 năm tới là không thể. Đó mới chính là điều khiến cho niềm tin rơi vào khủng hoảng lớn. Cách xây dựng đội tuyển của huấn luyện viên Chu Dê cho dù là định hướng đúng đắn thì cũng trở nên bất khả thi. Không thể cứ đưa cầu thủ trẻ vào những trận đấu, giải đấu chính thức để hy vọng họ sẽ trưởng thành từ các thất bại như cách mà ông Chu Dê đang làm. Không thể cứ gọi tập trung các trụ cột, những người có danh phận trong làng cầu nội địa, rồi bảo họ hãy chịu khó ngồi dự bị. Hy sinh cho mục đích lớn là giúp cầu thủ trẻ tiến bộ. Đó là những cuộc thử nghiệm quá sức phiêu lưu, nhiều rủi ro, nên kể cả khi có định hướng đúng thì khả năng đạt thành công là quá nhỏ. Cuộc thử thách niềm tin ấy có thể quá sức chịu đựng của nền bóng đá vẫn còn ở tình trạng bán chuyên như Việt Nam. Rất nhiều ý kiến cho rằng đó là sự non nớt của tuổi trẻ và huấn luyện viên Philippe Chuzier phải chịu trách nhiệm về công cuộc trẻ hóa đó. Nhưng thực tế, đấy mới là bóng đá. Ở tầm đội tuyển quốc gia, không một cầu thủ nào là tệ cả. Họ là những người tốt nhất của nền bóng đá, theo lựa chọn của huấn luyện viên. Bất cứ ai từng chơi bóng ở cấp độ hay trình độ nào đó đều nhất trí rằng mọi hành vi đều không tự nhiên mà có. Tất cả đều được tập luyện, chui rèn mà ra. Thậm chí nó đã từng được thực hành rất nhiều lần, chỉ là chưa hoặc ít bị phát giác thôi. Huấn luyện viên Philippe Chuzier đề cao lối chơi kiểm soát bóng và tạo ra các cơ hội mở, hòng nâng cấp đội tuyển Việt Nam đến một tầm năng lực chinh phục cao hơn. Lý tưởng này là không có gì sai cả. Song nó lại bất cập về mặt thời điểm, với hạng mục giải đấu như Asian Cup và các đối thủ cụ thể, cũng như việc các học trò mắc sai lầm, nó nằm ở việc kiểm soát. Ông Chuzier rõ ràng đã tính toán sai lầm ở trận đấu với Indonesia, mất kiểm soát, dẫn đến việc phản ứng lại với cả giới truyền thông. Với ngay cả người của mình, chắc gì thuyền trưởng người Pháp đã kiểm soát được. Trên khía cạnh kết quả, sự thất vọng kéo dài, kể cả những trận thua giao hữu nữa, người hâm mộ, truyền thông có quyền thất vọng và thể hiện sự hết giới hạn kiên nhẫn. Nhưng nếu giới chuyên môn, VFF cũng hết kiên nhẫn, đó sẽ là một câu chuyện khác. Đúng là các đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đã trải qua một năm âm lịch 2023 không hề vui, khi ở hai giải đấu quan trọng bậc nhất là SEA Games và Asian Cup, chúng ta đều chơi không đúng kỳ vọng và hiển nhiên kéo theo thành tích không tốt. Nhưng nếu như nhìn theo mặt tích cực, thì đó chính là bài học đắt giá, là kinh nghiệm xương máu dành cho huấn luyện viên Chu Dê và các học trò, nhằm hướng đến những giải đấu sắp tới với một bộ mặt tích cực hơn.